À, vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục một cái làm cái video review một cây sáo cho anh trực ở bên Mỹ. À, thực tế thì mình sẽ gửi cây sáo này vào cho chị Quyên ở trong Sài Gòn, rồi chị sẽ gửi sang bên Mỹ. Chứ còn hiện tại là mình cũng chưa, mình ra bên bưu điện là họ nói là chưa nhận gửi sang Mỹ, nó rất là buồn. Thì mình sẽ test cái Si Feng Đại Địch 8811 cho anh trực nhé. Đây là toàn cảnh cây sáo nhé. Cái cây 8811 thì nó cũng là của Si Feng nhưng mà nó rẻ hơn. Các bạn có thấy giống với cây của Thiện Chí đúng không? Nhưng mà cây của Thiện Chí thì tận hơn 6 triệu cơ. Cây này rẻ hơn, cây này thì nó chỉ vào rơi vào chưa đến 2 triệu 3 thôi, 2 triệu 2 thôi. Đó, cây của anh là tông đô nhé. Đây mặt lưng này. Nói chung anh trực thì anh cũng hơi kỹ. Anh muốn xem rõ ràng cây sáo. Còn đây mặt trước mặt này. Anh ấy không nói chuyện mình mà mình làm việc thì trực tiếp với chị Quyên. Rồi. À, đây là cây đô ép này. Đô cao này. Còn bên dưới là cây đô trầm các bạn thấy. Một cây rất là lớn và một cây nhỏ. Cây ép này cũng là to rồi đấy, to so với những cây khác rồi. Đó. Đó, đây là để các bạn so sánh. Đây âm thanh của cây đô nhé, đô cao ấy. Đô thì nó dễ thổi, nó rất là dễ thổi thôi. Nhưng mà cái cây đô trầm này thì tương đối là khó chơi mọi người nhé, tương đối là khó chơi. Vì bản thân mình từ trước đến giờ mình chơi đến rê thôi, chứ còn đô thực tế là mình chỉ cầm mình thổi chơi chơi chứ mình không tập cây này bao giờ. Đâm ra cái ngón tay mình bấm là ngựa. Đó. Chỉ cái này thì anh em tập nhiều và cũng có thể là một số người là mua về chỉ để sưu tầm thôi, một số người chỉ tập chơi một vài bài thôi, bởi vì đô trầm thì mình không thể tập phổ thông trong hàng ngày được, hàng ngày mình chơi liên tục thì nói chung là cũng rất là khó. Đó. Thì đây là con âm của nó này. Nó trầm nhất nốt đồ này. Cấu tạo của nó thì 6 lỗ bình thường, nhưng mà cái cây này thì nó sẽ thêm một lỗ nữa là lỗ phụ, nó lỗ rê thăng, thì mình sẽ phải dùng thêm ngón út nữa. Đó, đâm ra nó sẽ phân biệt, bạn nào chơi tay trái thì sẽ khác, tay phải sẽ khác. Cây này là cây tay trái này, cây này cây tay phải nhá. Cây tay trái thì cái ngón phụ nó sẽ bên này, nó sẽ là như thế này. Đó, đâm ra là những cái cây này thì lại nó phân biệt trái phải. Nốt này nốt rê thăng gần như để giữ thôi, ít dùng lắm. Âm của nó thì rất là đầm. Nói chung là chơi khá là mệt, nếu mà không luyện tập cái cây này mà chơi chơi không như này là rất là mỏi. Nó thích hợp những cái bài mà nó trầm buồn, siêu 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 trầm thôi. Ví dụ cái bài Hoa bằng lăng chơi bài cây này rất là hay này. Hãy
thôi vậy em test vậy thôi anh Trực nhé. Thì cái cây này là ngày mai em sẽ tiến hành em đóng gói em gửi cho chị Quyên, nó có cái hộp dài dài kia nữa. Nói chung cây này một mét là hơn 1 mét cơ, hôm nay gửi nó rất là khó. 2 4 6 8 hơn 1 mét một chút, 1 mét đinh mấy đấy. Đó, thì ngày mai tiến hành gửi anh nhé. Rồi ok mọi người, xin chào mọi người nhé, cảm ơn anh em đã xem video, anh em đăng ký kênh giúp mình nhé.